viện bãi cháy mới đây đã tiếp nhận điều trị cho một trường hợp bệnh nhi 8 tuổi bị viêm mao mạch dị ứng. Bệnh có thể gây tổn thương và biến chứng nghiêm trọng ở nhiều cơ quan như khớp, đường tiêu hóa, thận, thậm chí gây tử vong đối với trẻ. Bệnh nhi là PPM, 8 tuổi, trú tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đến khám tại bệnh viện với biểu hiện xuất huyết rải rác trên da vùng cẳng chân hai bên, đau khớp cổ chân, đau gối đi lại rất khó khăn. Kết quả siêu âm hai khớp gối có hình ảnh dịch dày, phù nề ở phần mềm quanh gối. Dựa trên thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán trẻ viêm ma mạch dị ứng thể khớp. Trẻ được điều trị bệnh theo phác đồ, sau 5 ngày, tình trạng sức khỏe của trẻ đã ổn định và đã được xuất viện. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Huyền, trường khoa nhi, bệnh viện Bái Cháy cho biết, viêm ma mạch dị ứng là bệnh dị ứng với những tổn thương lan tỏa hệ thống vi mạch tại nhiều cơ quan trong cơ thể, gây viêm và chảy máu tại các mao mạch nhỏ ở da, khớp, ruột, thận của người bệnh Bệnh viêm ma mạch dị ứng chủ yếu xảy ra ở trẻ em và những người trẻ tuổi với 50% trường hợp xảy ra trước 5 tuổi và 75% xảy ra trong độ tuổi từ 3 đến 10. Độ lưu hành của bệnh trong giai đoạn từ 2 đến 16 khoảng 2%, tỷ lệ mắc bệnh ở nam giới gấp đôi nữ giới. Hiện nay, nguyên nhân của bệnh viêm ma mạch dị ứng chưa được rõ ràng, nhưng có một số yếu tố có thể khiến cho trẻ bị viêm ma mạch dị ứng như sau nhiễm trùng, một số virus như lị, thủy đậu, sau tiêm phòng một số loại vaccine, sau khi bị côn trùng đốt, sau khi dùng một số loại kháng sinh, cơ địa dị ứng và sau ăn một số loại thức ăn dễ gây dị ứng. Yếu tố môi trường, thay đổi thời tiết, ô nhiễm môi trường. Trẻ mắc bệnh, tùy theo thể bệnh và có những dấu hiệu như phát ban dạng xuất huyết dị ứng, chủ yếu ở hai cẳng chân hai bên, sưng đau các khớp, chủ yếu ở khớp cối, cổ chân, có thể xuất hiện trước phát ban 1-2 tuần. Khi khỏi bệnh thì hết đau khớp, tuy nhiên để lại một số di chứng như đau bụng, nôn và buồn nôn, có thể đại tiện phân có máu. Bệnh nếu có được phát hiện và điều trị có hiệu quả, trẻ sẽ có những biến chứng nặng ở đường tiêu hóa như lồng ruột cấp, tắc ruột, nhồi máu, thùng đại tràng, viêm tụy cấp, biến chứng ở thận như viêm cầu thận, suy thận cấp, hội chứng thận hư, suy thận phải lọc máu nhân tạo, tổn thương tim, phổi, nhồi máu cơ tim, xuất huyết ở phổi, chân dịch măng phổi, thậm chí là tử vong. Cũng tương tự trường hợp trên, bệnh nhi NHG, 14 tuổi trú tại Na Hàng, tỉnh Tiến Quang và Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Phú Thọ trong tình trạng đi ngoài ra máu đỏ tươi, đau bụng, nôn ra máu đen, sưng ở các khớp gối, cổ chân, buồn nôn. Bên cạnh đó, bệnh nhi còn bị nổi ban đỏ toàn thân. Qua thăm khám và làm các xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm ma mạch dị ứng biến chứng. Theo các bác sĩ, viêm ma mạch dị ứng là bệnh lý tự miễn gây viêm ma mạch nhỏ ở trên cơ thể. Bệnh thường gặp ở trẻ từ 3 đến 15 tuổi, diễn ra quanh năm nhưng vào thời điểm cao điểm nhất đó là mùa đông, mùa xuân. Khi bệnh nhân bị nhiễm lạnh, nhiễm trùng đường hô hấp dị ứng, bệnh dễ nhầm lẫn nên cha mẹ thường có những biểu hiện giống như bệnh ngoài da, rất nguy hiểm để tự điều trị tại nhà. Đơn cử như trường hợp của bệnh nhân G nói trên, có biểu hiện điển hình của bệnh viêm ma mạch dị ứng, tuy nhiên không nhập viện điều trị kịp thời, dẫn tới tình trạng xuất huyết nặng tiêu hóa triệu chứng đặc trưng của bệnh viêm ma mạch dị ứng triệu chứng ngoài da đặc trưng là các dạng bàn đỏ xuất huyết như mũi đốt ngày càng dày đặc dài rác ở hai cẳng chân quanh mắt cá chân mông đùi cẳng tay và toàn cơ thể triệu chứng tại khớp sưng đau các khớp gối cổ chân khớp cổ tay bàn tay ngón tay khửu tay phần lớn đau ở khớp gối khớp cổ chân triệu chứng tiêu hóa đau bụng là triệu chứng hay gặp nhất chiếm tới 70 đến 80 các trường hợp đau âm ỉ quanh rốn hố trậu khi đau dữ dội xuất hiện xuất huyết tiêu hóa nôn đi ngoài ra máu phân đen nôn buồn nôn tiêu chảy có biến chứng tắc ruột lồng ngực nhồi máu viêm tụy cấp triệu chứng ở thận bệnh nhân bị đái ra máu phù có thể diễn biến với viêm cầu thận suy thận mạn hội chứng thận hư khi trẻ có những biểu hiện như trên cần đưa trẻ tới ngay cơ sở y tế có chuyên môn để được thăm khám và điều trị kịp thời. Trong quá trình điều trị, quần tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ, không cho trẻ chạy, nhảy, hoạt động mạnh khiến xuất huyết xuất hiện và có thể bệnh tái phát nhiều lần dẫn tới suy thận nguy hiểm đến tính mạng. Vừa qua, bệnh viện Đa khoa Hùng Phương, tỉnh Phú Thọ cũng đã vừa điều trị thành công cho một bệnh nhi 8 tuổi bị viêm ma mạch dị ứng nghiêm trọng. Bệnh nhi là TQD 8 tuổi vào viện trong tình trạng đau bụng theo cơn quanh rốn, đau thành cơn kèm theo buồn nôn nôn sau khi ăn. Bệnh nhi đã điều trị tiêm thuốc không rõ loại và truyền dịch tại trạm y tế gần nhà. Sau 2 ngày theo dõi tại nhà, trẻ không đỡ, mệt nhiều, ăn kém, đau bụng nhiều hơn. Hay tức tiền sử được biết, bệnh nhi có tiền sử tan máu bẩm sinh, chuyên máu một lần lúc 3 tuổi. Khi vào viện, các bác sĩ đã thực hiện các cận lâm sàng cần thiết. Kết quả nội soi dạ dày cho thấy viêm loét hoành tá tràng, tá tràng, sinh thiết hai mảnh, gửi giải phẫu bệnh. Sau đó bác sĩ nhanh chóng tiến hành hội trần và thống nhất với trần đoán viêm ma mạch dị ứng, viêm ruột, loét dạ dày tá tràng, cân nhắc nội soi dạ dày nếu lâm sàng không tiến triển. Sau hơn 10 ngày điều trị theo phác đồ của bác sĩ, sức khỏe tình trạng của bệnh nhân đã ổn định và đã được ra viện, tiếp tục theo dõi tại nhà. Bệnh viêm ma mạch chủ yếu ảnh hưởng đến các mạch máu nhỏ, bệnh còn có thể được biết đến là bệnh xuất huyết phản ứng hoặc bệnh viêm khớp xuất huyết. Các triệu chứng bao gồm xuất huyết ở vùng chân, cẳng tay, cẳng tay hai bên, cẳng chân, viêm khớp, đau bụng và tổn thương thận. Hình ảnh ban tổn thương có thể là xuất hiện như ban sần, tổn thương hoại tử hoặc vết thương tím. Viêm ma mạch dị ứng xuất hiện ở mọi lứa tuổi nhưng chủ yếu là ở trẻ em. Bệnh có thể xuất hiện vào các tháng trong năm nhưng ngay xảy ra vào mùa đông xuân. Tên gọi khác của bệnh là bệnh viêm ma mạch dị ứng, còn được gọi với những tên gọi khác như ban xuất huyết, ban xuất huyết dạng thấp, ban xuất huyết dạng phản vệ. Cho đến nay, y học phát triển hiện đại vẫn chưa xác định được nguyên nhân cụ thể của bệnh, chỉ có thể chỉ ra những yếu tố là bệnh tự miễn của bệnh trong hệ thống miễn dịch. Bệnh thường khởi phát sau khi nhiễm trùng đường hô hấp vài tuần hoặc trước khi bắt đầu. Ngoài ra, một số vi khuẩn khác cũng sẽ bị nghi ngờ là nguyên nhân như tụ cầu khuẩn, trực khuẩn, nấm. Viêm ma mạch dị ứng là một bệnh hệ thống, triệu chứng đầu tiên xuất hiện của nhiễm trùng đường hô hấp với những biểu hiện như mệt mỏi, sốt nhẹ, rối loạn tiêu hóa. Tiếp theo là những đặc hiệu ẳng trưng với những biểu hiện lâm sàng. Một biểu hiện ở da xuất huyết là triệu chứng đầu tiên trên 50% mươi trăm ở những trường hợp giai đoạn tiến triển những vị trí xuất huyết bao gồm mặt rỗi tứ chi quanh hai mắt cá trong và ngoài đùi cánh tay cẳng tay Hai là biểu hiện tại khớp, gặp 75% trong các trường hợp. Vị trí cổ chân, gối, khửu hiếm gặp ở cổ tay và bàn tay, các khớp cần kề vị trí ban xuất huyết, vai, khớp ngón tay, ngón chân và cột sống cũng có thể bị ảnh hưởng. Bệnh nhân sẽ có những biểu hiện như đau khớp, viêm khớp ở mức độ trung bình, hạn chế cử động, phủ quanh khớp khi bị đau gân phối hợp. Thứ ba là biểu hiện ở đường tiêu hóa, gặp 37-66% các trường hợp, đôi khi là khởi đầu của bệnh đau bụng vùng quanh rốn ít dữ dội liên tục đau hơn khi ấn vào có thể đau thượng vị lan tỏa khu trú nôn hoặc buồn nôn thời gian đau kéo dài vài giờ hoặc vài ngày hay tái phát xuất huyết tiêu hóa nôn ra máu phân đen hoặc phân có máu đau bụng dữ dội lồng ruột cấp và thường gặp ở vị trí hồi tràng có thể tắc ruột nhồi máu hoặc thủng đại tràng giãn đại tràng viêm tụy cấp nếu không được phát hiện sớm và chữa trị kịp thời người bệnh có thể xuất hiện nhiều biến chứng nguy hiểm như xuất huyết tiêu hóa dưới đi vệ sinh ra máu đau bụng bệnh nhân còn có nguy cơ bị hoại tử hoặc viêm cầu thận các cấp độ qua đây các bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần phải lưu ý những biện pháp phòng ngừa bệnh cho trẻ như tránh tối đa khi bị côn trùng đốt khi bị nhâm lạnh tránh thức ăn tiếp xúc với những yếu tố xác định có tiền sử dị ứng vệ sinh nhà cửa quần áo đồ chơi đồ sinh hoạt của trẻ thường xuyên vệ sinh tay trước và sau khi chăm sóc làm đồ ăn cho trẻ bệnh nhân cần phải cẩn trọng khi dùng thuốc không tự ý dùng thuốc khi dùng thuốc phải có đơn của bác sĩ nhất là khi dùng kháng sinh với những trường hợp trẻ có những dấu hiệu như đau bụng, đái ra máu, sưng đau khắp nhiều, phát ban trên da thì cha mẹ cần đưa con khám tại cơ sở y tế uy tín có chuyên khoa nhi. Với những bệnh nhi bị viêm ma mạch dị ứng thì cần phải chú ý vệ sinh mắt mũi miệng, vệ sinh da, vệ sinh nhà cửa, đồ dùng đồ chơi cho trẻ, cho trẻ ăn thức ăn giàu dinh dưỡng, uống nhiều nước và có nhiều thức ăn chứa vitamin.